kinh diệu pháp liên hoa phẩm quán thế âm bồ tát phổ môn thứ 25 lúc bấy giờ ngài vô tận ý bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo bày vai hữu chấp tay hướng phật mà bạch rằng thế tôn ngài quán thế âm bồ tát do nhân duyên gì mà tên là quán thế âm phật bảo ngài vô tận ý bồ tát tiền nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chiều cán khổ nào nghe quán thế âm bồ tát này một lòng xưng danh quán thế âm bồ tát từng thời xem xét tiếng tâm kia đều đường dài thoát nếu có người trì danh hiệu quán thế âm bồ tát này dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy được vì do chứng oai thần của bồ tát này được như vậy nếu bị nước lớn làm trôi xưng danh hiệu bồ tát này liền đứng đến chỗ càng nếu có trăm nghìn muôn ứng chúng sinh vì tìm vàng bạc lưu ly xa cư mà nào sám hô hổ phanh chân cho cảnh thứ mau vào trong biển lớn và sự gió lớn thổi ghê thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỷ la sang trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát do những duyên đó mà tên là quán thế âm nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời giao gầy của người cầm liền gãy từng khúc người ấy được thoát khỏi nếu quỷ giả xoa cùng la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đem hại người nghe người xưng hiệu quán thế âm bồ tát thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người hôn lại làm hại được dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội công cùm xiềng xin trôi buồn nơi thân xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thấy đều đứng giả liền đứng thoáng khỏi nếu kẻ oán tâm đầy trong cõi tam thiên đại thiên có một vị thương chủ chấm các người buông đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường nguy hiểm chờ trong đó có một người xướng rằng các thiền nam tử chớ nên sợ sệt các ông nên phải mong lòng xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát vì bồ tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sinh các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được qua khỏi oán tạm này các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm bồ tát vì xưng danh hiệu bồ tát nên liền đường thoáng khỏi vô tận ý quán thế âm bồ tát xưng oai thần cao lớn như thế nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dung thường cung kính niệm quán thế âm bồ tát liền tưởng ly dục
kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liên đường lìa lòng dẫn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đường lìa ngu si. Vô tăng ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những chân oai thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lại cúng dường, Quan Thế Âm Bồ Tát liền xin con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái bèn xin con gái có tướng xinh đẹp trương đá trong gốc phúc đức mọi người đều kính mến. Vô tăng ý Quan Thế Âm Bồ Tát có chức thần như thế, nếu có chúng sinh cùng kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thời quân đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sinh đều phải tụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tăng ý nếu có người tụ trì danh từ của 62 ân hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục giường nằm thốn thang y ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chẳng vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu lại có người tụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn đến môn thời lễ lại cúng dường. Thời cúng của hai người đó bằng không khác trong trăm nghìn muôn ức kiếp, không thể cùng tận vô tận ý thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế. Ngài Vô Tăng Ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào, Phật bảo Vô Tăng Ý Bồ Tát thiện nam tử. Nếu có chúng sinh trong quần độ nào đáng dùng thân phận được độ thoát thai, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân duyên dáng đường độ thoát. Liền niệm thân duyên giác mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân thanh văn đường độ thoát. Liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân phạm vương đường độ thoát. Liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân đế thích đường độ thoát. Liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tự tại thiên đường độ thoát. Liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân đại tự tại thiên đường độ thoát. Liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đường độ thoát. Liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ thoát. Liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tiểu
người đang dùng thân cư trì được độ thoát. Liền hiện thân cư trì mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân tế quan được độ thoát. Liền hiện thân tế quan mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân bà la môn được độ thoát. Liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đường độ thoát. Liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đường độ thoát. Liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đường độ thoát. Liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân trời rồng giả xoa cảm thán bà tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đường đó thoáng. Liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân chấm kim cang thần đường độ thoát. Liền hiện chấm kim cang thần mà vì đó nói pháp, vô tận ý quán thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoa chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường quán thế âm bồ tát. Quán thế âm đại bồ tát đó ở trong chỗ nạn gấp sơ trên hay ban trừ vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị trí vô ý. Vô tăng ý bồ tát mạnh phần thế tôn, con nay phải cúng dường quán thế âm bồ tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng cán châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng đem trao cho ngài quán thế âm mà nói rằng: xin ngài nhận chuỗi chân bảo pháp thi này. Khi ấy quán thế âm bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi, ngài vô tận ý lại thưa cùng quán thế âm bồ tát rằng: xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo quán thế âm bồ tát, ông nên thương vô tận ý bồ tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng giả xoa càng thắng bằng a tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân. Mà nhận chuỗi ngọc đó sinh thời quan thế âm bồ tát, hương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân. Mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dân đứng thính ca mâu ni phật, một phần dân tháp của phật đa bảo. Vô tận ý quán thế âm bồ tát có chứng thân tự tại như thế. Dạo đi nơi cõi ta bà lung đó, ngài vô tận ý bồ tát nói kệ hỏi phật rằng: thế tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia phật tứ nhân duyên gì tên là quán thế âm.
bàn hầu nhiều nghìn đấng Phật phá nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượng nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay gì khổ ca coi già chữ sinh lòng hại cho rớm hầm lửa lớn do chúng niệm quán âm hầm lửa biến thành ao hoàng trôi và biển lớn ca nàng quỷ cá rồng do chúng niệm quán âm sông mồi chẳng chìm được quần ở cho cô di bị người xô rớm xuống do sức niệm quán âm như mập nhật treo không hoàng bị người giữ được rớt xuống núi kim cang do chứng niệm quán âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp oán tầm quay đeo cầm dao làm hại do chứng niệm quán âm đều liền chính lòng lành hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chết do chức niệm quán âm giao liền gãy từng đoàn hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm do chức niệm quán âm sao ra đường chạy thoa nguyên rủa các thuốc độc muôn hại đến thân đó do chức niệm quán âm trở hại nơi bốn nhân hoặc gặp la sáng giữ đồng độc cán loài quỷ do sức niệm quán âm liền đều không dám hại hoặc thú dữ vây quanh nên vốn nhọn đáng sợ do sức niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng rắn độc cùng bò cà mới đồng khói lửa đốt do sức niệm quán âm theo tiếng từ bỏ đi mây sấm nổ xét đánh tuồng giá thôi mưa lớn do chứng niệm quán âm liền được tiêu tan cả chúng sinh bị khổ ánh vô lượng khổ bức thân quán âm từng trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện ca cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiển các loài trong đường dữ địa ngục quỷ chúng sinh sinh và bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết chân quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng sáng thân tình không nhớ tuệ nhầm pha cám tối hay phục tai khói lửa cắm soi sáng thế gian lòng bi răng như sấm ý từ diệu đường mây trôi mưa pháp cam lồ chứng chờ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận chờ sệt do chứng niệm quán âm từ quán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hải triệu âm tiếng hơn thế gian tiên cho nên thường phải niệm niệm chớ xin nghi quán âm bằng tịnh thanh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cày đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sinh biển phúc lớn không lường cho nên phải đảnh lễ bây giờ ngài thì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng Thế Tôn nếu có chúng sinh nào nghe phẩm quan Thế Âm Bồ Tát đạo kiện từ tài khổ môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức người đó chẳng
chẳng in lúng Phật nói phẩm phổ môn này. Trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sinh đều phá tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đà La Ni thứ 26. Lúc bấy giờ Ngài Dương Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trên áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bằng phần rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hay thù thì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẻ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu cũng đứng phần bao ngày vừa phương. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cũng dạng 800 muôn ứng na do ta hằng hà sa can đứng phần ý ông nghĩ sao. Người đó đưa cũng đứng có nhiều chẳng thưa Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thủ trì dẫn đến một bài kệ bốn câu. Đồng tùng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều. Lúc đó Ngài chưa phương Bồ Tát bằng Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa Chú Đà La Ni để giữ gìn đón. Liền nói Chú rằng: An Di Mạng Nhĩ Ma Nệ Ma Ma Nệ Chỉ Lệ Già Lệ Đệ Sa Mê Sa Lý Đa Vị Chuyên Đế Mục Đế Mục Đa Lý Ta Lý A Vị Ta Lý Tăng Lý Ta Lý Xoa Về A Xoa Về A Kỳ Nhị Chuyên Đế Sa Lý A Đà La Ni A Lư Già Bà Ta Kỳ Đa Tề Xoa Nhị Nệ Tỳ Thế A Tiện Đa La Nệ Lý Thế A Đàn Giá Ba Lệ Thâu Địa Âu Cứu Lệ Mâu Cứu Lệ A La Lệ Ba La Lệ Thủ Ca Sai A Tam Ma Tam Lý Phật Đà Tỳ Kiến Lời Diệt Bê Đạt Ma Ba Lời Sai Đế Tăng Già Niết Phù Sa Đề Bà Sa Bà Sa Thâu Địa Mạng Đa La Mạng Đa La Sa Già Đa Bưu Lâu Đa Bưu Lâu Đa Kiêu Sa Lược Ác Sa La Ác Sa Già Đa Già Bà Lư A Ma Già Na Đa Già. Thế Tôn, thần Chú Đà La Ni này là của 62 ân hằng hà sa can đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị pháp sư này, thời là xâm hủy can đức Phật rồi. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ Tát rằng: hãy thay Dược Vương ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói Chú Đà La Ni này được nhiều lời in ở nơi các chúng sinh. Lúc bây giờ Ngài Dũng Thi Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng
cấp tụng thù trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vì pháp sư đó được chú Đà La Ni này hoặc giả qua là sáng hoặc phú đơn na hoặc cán giá hoặc cư bàn trà hoặc ngạ quỷ vân vân, xin tìm chỗ vợ của pháp sư không thể được tìm lời liền ở chư phật mà nói chú rằng toa lệ ma toa lệ úc chỉ mục chỉ a lệ a la bà đệ niết lệ đệ niết lệ đa bà đệ chi trí ni vi trí ni chỉ trí ni niết lệ trì ni niết lệ trì bà đệ thế tôn thân chú đà la ni này của hằng Phật nói cũng đều tùy hỷ, nếu có người xâm hủy vị pháp chư này thời là xâm hủy cán đinh phần đó rồi, bây giờ thì xa môn thiên vương vì trời hộ đời bạch Phật rằng thế tôn con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ vị pháp chư đó mà nói Đà La Ni này, em nói chú rằng A Lê Na Lê Nâu Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý Thế Tôn dùng thần chú này ủng hộ pháp sư con cũng từ phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong quan tâm do tuần không có căn điều tai hoạn, bây giờ thì quân thiên vương ở trong hồi này cùng với nghìn muôn ứng na do tha chúng càng tháng bà cung kính vây quanh đến trước chỗ phần chấm tay bành phần rằng thế tôn con cùng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa, liền nói chú rằng A Già Nệ Già Nệ Phù Lời Càng Đà Lợi Chiên Đà Lợi Ma Đăng Kỳ Thượng Cầu Lợi Phù Lâu Xa Nị Án Đề Thế Tôn Phần chú Đà La Ni này là của 42 ứng cán đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vì pháp sư này thời là xâm hủy cán đức Phật đó rồi, bây giờ có những lá sáng nữ một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Cúc Tỳ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Hằng Sĩ, sáu tên Đa Pháp, bảy tên Vô Yếm Túc, tám tên Trì Ân Là, chín tên Cao Đế, mười tên Đoạn Nhân Thuyết Chúng Sinh Tinh Khi. Mười vị La Sang Nữ đó cùng với quý tử mẫu con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật đồng tiên bánh Phật rằng thế tôn chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thủ trì kinh Pháp Hoa, trừ trừ khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ vợ của pháp sư thời làm cho chẳng được tiện lời liền ở trước Phật mà nói chú rằng Y Đề Lý Y Đề Dẫn Y Đề Lý A Đề Lý Y Đề Lý Nê Lý Nê Lý Nê Lý Nê Lý Nê Lý Lâu Hê Lâu Hê Lâu Hê Lâu Hê Đa Hê Đa Hê Đa Hê Đâu Hê Nâu Hê, thà trèo lên đầu
Diền Đà hoặc Ô Ma Lăng Đà hoặc A Bạc Ma La hoặc Già Xoa Cán Giá hoặc Nhân Cán Giá hoặc Quỷ Làm Bên Nông hoặc Một Ngày hoặc Hai Ngày hoặc Ba Ngày hoặc Bốn Ngày hoặc Đến Bảy Ngày hoặc Làm Bên Nông luôn hoặc Hình Trai hoặc Hình Gái hoặc Hình Đồng Nam hoặc Hình Đồng Nữ nhận đến trong chim bao cùng lại chớ não hài. Liền ở nơi chưa phần mà nói kệ rằng nếu chẳng thuận chú ta não loạn người nói pháp đầu vỡ làm bảy vật như nhánh cây a lệ như tội chiếm cha mẹ cũng như hỏa ép dầu. Cân lương khi dối người tội đều đã phá tăng kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắng họa như thế những la sáng nữ nói kể đó rồi bạch Phật rằng Thế Tôn chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ. Người tu trì đọc tụng tu hành kinh này làm cho được an ổn lìa các sự khổ hoạn tiêu các quốc đồng phẩm bảo các la sáng nữ hay thay hay thay. Các người chỉ có thể ủng hộ người tu trì tên kinh pháp hoa cũng chẳng thể lường được rồi huống là ủng hộ người tu trì toàn bộ cúng dường quyển kinh hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đổ khoan lòng kỳ nhà thăm các thứ đèn đèn nến đèn dầu can thứ đèn dầu thơm đèn dầu hoa tô na ma đèn dầu hoa chim bằng đèn dầu hoa bà thứ can đèn dầu hoa ưu bán la nghìn trăm thứ cúng dường như thế cao để các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế lúc nói Phật Đà La Ni này có sáu muôn tam nghìn người được vô sinh pháp nhận. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự Thứ 27 lúc bấy giờ Phật vào hàng đại chúng rằng về thuở xưa cánh đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kim có đấng Phật hiểu là vâng lối âm tu vương hoa trí như lai ứng cung chinh biến trì nước đó tên quang minh trang nghiêm kiếm tên hỷ kiên trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên diệu trang nghiêm vô nhầm của vua tên tịnh đức có hai người con một tên tịnh tạng hai tên tịnh nhãn hai người con đó có thân thần tông lớn phung đứng trí tuệ từ lâu tu tâm đạo hành của Bồ Tát nhưng là thí ba la mật giới ba la mật nhận ba la mật tinh biến ba la mật thuyền ba la mật trí tuệ ba la mật phương tiện ba la mật từ bi hỷ xa nhận đến 37 phẩm chờ đạo pháp thầy đều rằng để suốt sâu lại được ca
sắc tam muội tịnh chiếu minh tam muội trường trang nghiêm tam muội đại uy đức tam tam muội ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu xuống lúc đó đức phật kia vì muốn dẫn dắt vua diệu trang nghiêm cùng thương tướng hàng chúng trinh nên nói kinh pháp hoa này bây giờ tình tàng tình nhãn hai người con đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng mong mẹ đến nơi chỗ đức phật vẫn lôi âm vì đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh pháp hoa nên phải nghe và tin nhận mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoài đạo rất ham pháp bà la môn cha con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi tạng tình nhãn chấm tay thưa mẹ chúng con là pháp vương tử mà lại sinh vào nhà tà kiến này mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa nếu cha con được thấy lòng ắt thanh tình hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bảy cây đa la hiện các món thần biến ở trong hư không đi đứng ngồi nằm trên thân ra nước dưới thân ra lửa dưới thân ra nước trên thân ra lửa hoàn hiện thân lớn đầy trong hư không rồi lại hiện nhỏ nhỏ lại hiện lớn ở trong hư không ẩn mẫn bỗng nhiên hiện trên đấng vào đấng dư vào nước đi trên nước như đi trên đấng hiện các món thần biến như thế làm cho vua cha lòng thanh tình tin hiểu bây giờ cha thấy con có chức thần như thế lòng rất vui mừng được chưa từng con chấm tay hướng về phía con mà nói rằng thầy các con là ai con là đệ tử của ai hai người con thưa rằng đại vương đức vân lôi âm tu vương hoa trí phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy bao ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh pháp hoa đó là thầy chúng con là đệ tử cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con nên cùng nhau đồng đi khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng phụ vương nay đã tin hiểu có thể khám phá được tâm vô thường chính đẳng chính giác chúng con đã vì cha làm phần sự rồi mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ đứng phần kia mà xuất gia tu hành phần đạo lúc đó hai người con muốn tiên lòng
lại mình mà nói kệ thưa mẹ mong mẹ cho các con xuất gia làm cha môn cá Phật rất khó gặp. Chúng con theo Phật học như hoa ưu đàm bán gặp Phật lại khó hơn cõi Can Nam cũng có mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng cho các con xuất gia vì sao vì Phật khó gặp vậy bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng lành thay cha mẹ xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường vì sao vì Phật khó gặp được như hoa linh thoại như lùa một mắt gặp bóng cây nổi mà chúng ta do phúng đời trước sâu dày. Xin đời này gặp Phật Pháp xin cha mẹ nên cho chúng con được xuất gia vì sao vì các đức Phật khó gặp được thời kỳ gặp Phật cũng khó có lúc đó nơi hầu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có tám muôn bốn nghìn người thầy đều có thể tham thủ trì kinh Pháp Hoa này tình nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa tam muội tình tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ứng kim thông đà môn ly chư ăn thu tam muội vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua được môn chư Phật tâm tam muội hay biết được phản pháp bí mật của các đức Phật hai người con dùng chứng phương tiện khéo hóa độ của cha như thế khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật pháp bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc vĩnh đức phu nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung hai người con của vua cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật đến rồi đầu mặt lại chân Phật đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một phiên. Lúc đó đứng Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng vua rất vui đẹp bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ để rải trên đức Phật chuỗi đó ở giữa không hóa thành đại báo bốn trụ trong đại có dường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y trên đó có đức Phật ngồi xem bằng phóng hào quang sáng lớn lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp viên là yến có thành từ sáng thân vi diệu thứ nhất bây giờ đứng Vân Lôi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chấp tay đứng trước ta đó chăng vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xuyên rồng tu tầm các món chờ phần đạo pháp sẽ được làm phần điều ta la thù vua
tên Đại Quang Kim, tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thù Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thánh văn ương, đó bằng thẳng công đức như thế vua diệu trang nghiêm, liền đem nướng giao cho em rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong phòng phán xuất gia tu hành đạo hạnh vua xuất gia, rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tiến tu hành kinh diệu pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đây được môn nhân thiết tình công đứng trang nghiêm tam mùi, liền bay lên hư không cao bảy cây đa la mà bành Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm phận trường dùng chân thần thông biến hóa xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp đường. Thay Thế Tôn, hai người con này là tiên tri thức của con, vì muốn pha khởi căn lành đời trước lời ấn cho con nên đến xin vào nhà con luôn đó đứng vâng lời âm tu vương hoa trí Phật bảo vua diệu trang nghiêm rằng: Đúng thế, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trồng giống đành thời đời đời được gặp thiện trí thân, vì thiện trí thức hay làm phần sự chỉ dạy cho lợi ích vui mừng. Kiếm vào đà vô đường chính đàn chính nha đại vương nên biết, vì thiện trí thức đó là nhân duyên lớn giao hoa diệu giác, làm cho được thấy phẩm quán tâm vô thường chính đàn chính giác. Đại vương ông thấy hai người con này chẳng hai người con này đã từng cung dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà cha can đứng phần gần gũi cung kính nơi chỗ cán đứng phần thủ trì kinh pháp hoa thương tượng những chúng sinh tà kiến, làm cho trụ trong chính kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có do công đứng trí tuệ nên dùng kế trên đỉnh sáng xuống trói rỡ mắng Phật dài rộng mà sắc xanh biết tương lòng chẳng chẳng mày như ngọc ca huyền. Răng trắng băng và kiếp thường có ánh sáng môi trắng đỏ đẹp như trái tầng bà lúc đó vua diệu trang nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ứng công đức thế rồi. Ở trước Như Lai một lòng chắp tay lại bành Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy, pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức vi diệu dày răng chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại từ theo tâm hành của mình, chẳng sinh những lòng ác kiêu mạn dẫn hờn tà kiến vua theo lời đó rồi lấy Phật mà ra. Phật bảo đại chúng ý các ông nghĩ sao, vua diệu trang nghiêm đâu phải người nào lo
là nay chính là hoa đức Bồ Tát Bà Tịnh Đức Phu Nhân, nay chính là quang chiếu trang nghiêm. Đức Bồ Tát hiện đương ở trước Phật, hai người con bị thương xót của diệu trang nghiêm và các khuyên thuộc nên chính vào trong cung vua, nay chính là giữa phương Bồ Tát cùng giữa tượng Bồ Tát. Giữa phương và giữa tượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức ca đức Phật trồng ca gốc công đức thành tựu vân cả tư nghị. Những công đức lành nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tân cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lạy lúng Phật nói phẩm diệu trang nghiêm vương bán dự này. Có tám muôn bốn nghìn người xa trong lụy rời cấu nhiệm ở trong cám pháp chứng đưa pháp nhãn bình. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Quyến Pháp thứ 28 lúc bây giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng chứng thần thông từ tại quy đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bằng cả chứng chỗ chúng đại Bồ Tát từ phương đông mà đến các nước đi ngang qua cấm đều rung động dưới hoa sen bao trội vô lượng trăm nghìn muôn ứng ca thứ kỷ nhàn. Lại cùng vô số các đại chúng trời rồng giả xóa càng thăng bà tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già dân phi nhân vân vân vây quanh đều hiện chứng uy đức thần thông. Nên cõi ta bà trong núi kỳ xa quần đầu mặn lầy thân thính ca mâu ni Phật, đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng Thế Tôn con ở nơi nước của đức Bảo Uy đức Thượng Vương Phật. Xa nghe cõi ta bà này nói kinh pháp hoa nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thụ cuối mong đức Thế Tôn, nên vì chúng con nói đó. Nếu thiền nam tử thiền nữ nhân sau khi Như Lai diễn độ thế nào mà có thể được kinh pháp hoa này, Phật báo Phổ Hiền Bồ Tát rằng nếu thiền nam tử thiền nữ nhân thành tự bốn pháp, thời sau khi Như Lai diễn độ sẽ được kinh pháp hoa này, một là được cán đức Phật hộ niệm, hai là trong các gốc công đức, ba là vào trong chính định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Thiền nam tử thiền nữ nhân thành từ bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết được kinh này, lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời A Trượt, nếu có người thụ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn
tỳ xá ta hoặc cán giá hoặc cố đơn na hoặc vi đà la vân vân. Những kẻ làm hai người đều chẳng tiện lời. Người đó hoặc đi hoặc đứng trong tụng kinh này, bây giờ con cưỡi tượng vương trắng sau ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thu hộ an ủi tâm người đó. Cùng để cúng dường kinh pháp hoa người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bây giờ con lại cởi tượng vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh pháp hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chúng cùng đồng cùng làm cho thông thuộc. Bây giờ người thụ trì đồng tụng kinh pháp hoa được thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tin tiếng do thấy thân con nên liền được tam muội và đà la ni tên là Tiền Đà La Ni, trăm nghìn muôn ứng Tiền Đà La Ni pháp âm phương Tiền Đà La Ni. Được những môn Đà La Ni như thế thế tôn, nếu đời sáu sáu năm trăm năm trong đời ác trượt hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, người cầu tìm người thủ trì người đồng tụng người biên chép mà muốn tu tâm kinh pháp hoa này. Thời trong 21 ngày phải một lòng tính tiếng mãn 21 ngày, rồi con sẽ cởi tượng vương trắng sau ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh. Dùng thân mà tăng cả chúng sinh lừa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Được chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn, con cũng đính thân thường hộ người đó. Cuối mong đừng thế tôn nghe con nói chú Đà La Ni này. Liền ở trước phần mà nói chú rằng A Đàn Địa Đàn Đà Bà Địa Đàn Đà Bà Đế Đàn Đà Cứu Xa Lệ Đàn Đà Tu Đà Lệ Tu Đà Lệ Tu Đà La Bà Đế Phật Đà Ba Chiên Nệ Tán Bà Đà La Ni A Bà Đà Ni Tán Bà Bà Cha Bà Đà Ni Tu La Bà Đà Ni Tăng Già Bà Lý Xoa Ni Tăng Già Niết Già Đà Ni A Tăng Kỳ Tăng Già Bà Già Địa Đế Lễ A Nọa Tăng Già Đâu Lượng A La Đế Ba La Đế Tăng Bà Tăng Già Địa Tam Ma Địa Già Lan Địa Tăng Bà Đạt Ma Tu Ba Lời Sáng Đế Tăng Bà Tán Đọa Lâu Đà Kiều Xa Lượng A Nâu Già Địa Tăng A Tỳ Cán Lời Địa Đế Thế Tôn. Nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này phải biết đó là chứng thần thông của Phổ Hiền. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thu trì thời nên nghĩ rằng đều là chứng oai thần của Phổ Hiền.
đồng tụng ghi nhớ chân chính hiểu nghĩa tu trong kinh đúng như lời mà tu hành. Phải biết người đó tu hành phổ hiền ở nơi vô lượng vô biên căn đứng phẩm sau trong góng lành được căn đứng như lại lấy tay xoa đầu nếu chỉ biết tiếc người này mệnh chung sẽ sinh lên trời đau lời. Bây giờ bốn muôn tám miền thiên lửa trôi căn kỳ nhạc đến trước đó người đó liền đòi phụ phải bao ở trong hàng thể nữ vui chơi quái là muốn là thủ trì độc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thủ trì độc tụng dạy nghĩa thú kinh người đó khi mệnh chung được niềm đứng phẩm trao tay khiến trắng giờ dần chẳng đóa vào đường dữ liền lên cung trời đau xứng chỗ Di Lặc Bồ Tát mà xin vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ứng thiên nữ đứng Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh có công đứng lại in như thế cho nên người đi phải một lòng từ chém hoang bao người chết thu trì đồng cũng ghi nhớ chân chính đúng như lời tu hành. Thế con nay dùng chức thần thông giữ gìn kinh này sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu vô trong diêm phù đề kiến chẳng dừng mất lung bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng hay thay vô hiền ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sinh an vui lời in ông đã thành từ bất khả tư nghị công đức lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa đến nay phán tâm vô thượng chính đẳng chính giác mà có thể thân hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này ta sẽ dùng chứng thần thông giữ gìn người hay thu trì danh hiệu phổ hiền Bồ Tát phổ hiền nếu có người thủ trì đồng tùng ghi nhớ chân chính tu tập biên chém kinh pháp hoa này phải biên người đó thời là thay đứng Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này phải biết người đó cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật phải biết người đó được phần ngài khen lành tay phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu phải biết người đó được đứng Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trầm cho người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời chẳng ưa kinh sánh viết chép của ngoài đạo cùng lại chẳng ưa gần gũi ngoài đạo và các kẻ ác hoặc kẻ hàng thịt hoặc kẻ nuôi heo chê gà chó hoàng thờ săn hoàng kẻ buôn bán sắc gái người đó tâm ý ngày thật có lòng nghĩ nhớ chân chính có chức phung đứng người đó chẳng bị ba món đông làm não hại chúng chẳng vì tính ghen ngã mạng và mạng tăng thường mang làm não hại người đó yên muốn biết đủ có thể tu hạnh phổ hiền sau khi Như
Người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá căn chúng ma thành vô thượng chính đẳng chính gia chuyên pháp luận đánh pháp cổ tội pháp loa lưới pháp phụ sẽ ngồi trên pháp tòa chư tử. Trong đại chúng trời người phổ hiện nếu ở đời sao có người tu trì đồng tùng kinh điển này người đó chẳng còn lại ham ưa y phục giường nằm những vật nuôi sống chỗ mong cầu chẳng luôn cùng ở trong hiện đời đưa phúc bao đó. Nếu có người kinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy luôn làm hành ấy trọn không được lời in tôi báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen người đó sẽ ở trong đời này đường quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người thù trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó hoàng thân hoàng chẳng thật người này trong hiên đời mắng mình bành lại nếu kinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiêu. Môi xấu mùi dẹp tay chân công quèo măng lễ thân thể hội dơ ghẻ giữ mau mũi bùng thủng hơi ngắn bị các bệnh nặng giữ cho nên phố hiện nếu thấy người thủ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước phải như kính phần. Lung phần nói phần phô hiện Bồ Tát khuyến phán này có hằng hà xa vô lượng vô biên Bồ Tát đường trăm nghìn muôn ức môn thiên đà la ni tam thiên đại thiên thế giới vi trần số các đại Bồ Tát đủ đạo phô hiện. Lung phần nói kinh này phổ hiện vân vân các vị Bồ Tát xa lời phấn vân vân các vị thanh văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân tất cả đại chúng đều rất vui thù trì lời Phật làm lễ mà đi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ bảy Diệu Âm Hành Cấm Thành Nước Trên Sao Hoàng Dương kinh này toàn nhờ công tống trì tà ma ngoài đào theo hơi gió lăng xa đào chân thường lưu thông muôn pháp đều biên dung. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Pháp Hoa Hải Hội Đứng Phật Thân Tuyến Ba Chú Chín Dụ Nghĩa Kính Màu Bảy Cuốn Gồm Bao Trùng Hơn Sáu Muôn Lời Tướng Tụng Lời Người Trời Nam Mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. Nam Mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. Nam Mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. Một câu nhiễm tâm thần đều giúp đến bờ kia nghi suy rộng tu tâm hăng dùng làm thuyền bè tùy hỷ thấy cũng nghe thường làm chủ với bạn hoặc lấy hay là bỏ qua tai đều thành duyên hoặc vẫn cùng với mình. Chọn nhân đây được khó nguyện ngày tôi giải thoát y báo cùng chánh bao thường tuyên kinh màu này một cõi đến một chân đều là vì lợi vật cuối mong càng đứng phần tâm nhờ hỗ trợ cho.
đấng quy linh nơi nơi chưa nói kinh đều vì chúng khuyên tinh phàm chỗ khó nói pháp đinh thân thờ cúng dường một câu cùng một kệ tăng tiếng đạo bồ đề một trắng và một hương tròn không hề thôi chuyện trời a tu la gia cho thầy đến nghe phàm đó nên chi tâm ủng hộ phẩm pháp kiếm trường còn mỗi vị chiến tu lời phần dạy bao nhiêu người nghe đến chốn này hoàng trên đấng liên hoàng hư không thường với người đời chính lòng từ ngày đêm tư mình nương pháp ở nguyện can thế giới thường an ổn phúc tri vô biên lợi quần sinh bao nhiêu tội nghiệp thấy tiêu trừ xa lìa ca khổ về biên tình hằng dùng giới hương xoa vong sang thương trì định phụng để giúp thân hoa màu bồ đề cắm trang nghiêm tùy theo chỗ ở thượng an là nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha ba nhã ba la mật đa tâm kinh quang từ tại bồ tát hành tâm ba nhã ba chiêu kiếm ngủ ẩn giai công độ những kia khổ ánh xa lời tự xa bấm gì không không bấm gì sanh sanh tức thì không không tức thì sanh thù tương hành thân diệt phùng như thì xa lời tự thì chư pháp phong tướng bấm trên bấm gì bấm có bất tình bấm tăng bấm giảm thì có không trung vô sanh vô thù tưởng hành thân vô nhãn nhĩ tỷ thiền thân ý vô sanh thân hương vì xung pha vô nhãn giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tận này chỉ vô lao tư diệt vô lao tư tận vô khổ tận diệt đạo vô tri diệt vô đắng dị vô sở đắng cố bồ đề sanh ngọ y mang nhã ba la mật đa côn tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hư phụng bổ viện ly niên đà mông thương cựu cảnh niên bằng tam thế chư phật ni bằng nhã ba la mật đa cô đắng a đầu đa la tam điều tam bồ đề cố tri bằng nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ những thế khổ chân thần bấm hô cô thuyết mang nhà ba la mật đa chú thân thuê chú viên yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ma bán nhã ba la mật đa ma bán nhã ba la mật đa ma bán nhã ba la mật đa vãng sanh quyết định chân ngôn nam mô a di đà ma già đa tha già đa điền nhà tha di đi đô bà tỳ a di đi đa thân nam bà tỳ A di đà đa di ca lăng đa A di đà đa di ca lăng đa Ya di đà ya ya na di đa ca lê ta ba nam mô A di đà ba ya đa tha ya đa điền ya tha A di đà đô ba tề A di đà đa ca đa ba tề A di đà đa di ca lăng đa A di đà đa di ca lăng đa Ya di đà Ya ya na di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà tha ya đà điền ya tha di đà đô ba tỳ a di đà đa tăng đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng
Khề thủ Tây Phương làng quân tiên dân chúng sanh đại đạo sư ngã kim pháp nguyện nguyện quán sanh duy nguyện từ bi ai nhiếp toàn ngã kim phổ vị tư ân tam hữu cầm phạm giới chúng sinh cầu chư Phật những thừa vô thượng Bồ Đề đạo cố chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật vạn đấng hồng danh kỳ sanh tịnh độ duy nguyện từ phụ A Di Đà Phật ái lâm nhiếp thọ từ bi gia hộ A Di Đà Phật thân kim sắc ngay tướng hảo quang minh bồ đẳng luân bành hào biến chuyển ngũ tu di cam mông trần thánh tư đại hải quang trung hóa phẩm vô số ức hóa bồ tát chúng địa vô biên tư tâm ba nguyện độ chúng sanh cử phẩm hàm linh đăng bí ngã nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật nam mô 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 A Di Đà Phật
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng tâm trọng luân hồi lục đạo khổ vấn khả ngôn. Kim ngộ tri thức đăng văn Di Đà danh hiệu bổn nguyện công đức những tâm sân niệm cầu nguyện vãng sanh nguyện phần từ bi bất xa. Ai lần nhiễm thọ đệ tử chúng đẳng bất thức Phật thân ai tướng hảo quang minh nguyện phần thì hiền linh ngà đăng kiến cầm kiến quan âm thế chí chư Bồ Tát chung. Vì thế giới chúng ma thanh tình trang nghiêm quang minh diệu tướng đẳng linh ngà liệu liệu đăng kiến Di Đà Phật ngã kiến trì niệm Di Đà. Tưng phan Bồ Đề quang đại nguyện nguyện ngã định huệ tóc viên minh nguyện ngã công đứng giai thành tựu nguyện ngã thắng phúc viên trang nghiêm nguyện cộng chúng sinh thành Phật đạo. Vạn kinh sơ tạo chư án nghiệp giải do Bồ Thí tham sân si tùng thân ngữ ý chi sơ sanh nhưng thiên ngã kiếm giải sám hối nguyện ngã lâm dùng mạng chung thời tận trừ những thiên chư chướng ngài. Diễn kiến ngã Phật A Di Đà thân đăng vãng sanh cực làng sát ngã ký vãng sanh cực làng dị hiển tiền thành tựu thứ đại nguyện những thiết viên mãn tầng vô dư lời làm những thế chúng sanh giới. Ngã phần chúng hồi ham thắng tình ngã thời ư thắng liên hoa sinh thân độ như lai vô lượng quang hiền tiền thọ ngã bồ đề ký. Mong ngã như lai thọ ký dị hóa thân vô số ba khu chi trí lực quảng đại biến tâm phương vô lợi những thiết chúng sanh giới chúng sanh vô biên đề nguyện độ. Phiền não vô tâm thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện học mê phần đạo vô thường thế nguyện thành nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu phẩm liên hoa vi phù màu. Hoa khai kiến phần mồ vô sanh băng thôi Bồ Tát vi mạng lữ nguyện dị tự công đức trang nghiêm Phật tịnh độ
lưng là quốc tầng thử những bao thân đồng sinh an dưỡng quân. A Di Đà Phật thường lai hộ trì linh ngã thiện căn hiện tiền tăng tăng bất tâm tịnh nhân lâm mạng chung thời thân tâm chánh niệm trì tinh phân minh diện phụng Di Đà giữ chư thánh chúng thủ chấp hoa đài tín dẫn ư ngà nhưng sáng khoảng sanh tại phần tiền phụ Bồ Tát đạo quan độ chúng sanh đồng thành chúng sanh chúng tri chí tâm đảnh lễ tội chướng tăng tiêu diệt nguyện thuyền căn nhật tăng trưởng nguyện thân tâm hàm thanh tịnh nguyện nhất tâm táo thanh tường nguyện tam mùi đăng hiện tiền nguyện tình nhân tóc viên mãn nguyện liên đại tự tiêu danh Phật Ma Đảnh Ki nguyện giữ trì mạng chung thời nguyện vãng sinh cần là quốc nguyện viên mãn Bồ Tát đạo nguyện quán độ chư chúng sinh chí tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Tây Phương cần là thế giới giáo chủ thọ quang khởi tướng vô lượng vô biên từ thể hoàng thâm tư tầm ba nguyện độ hàm linh đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Như Lai biên pháp giới tam ma bảo từ quy